Có đặt mua một cái vệ sinh máy ảnh của Canon, một bộ luôn các bạn. Thì một bộ của nó có một cái cây để mà thổi bụi nè, rồi miếng vải để lau ống kính nè, rồi nước, rồi cái gì đó, cũng đủ món ha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem nó có những cái món gì. Mình cũng mới mua máy ảnh, mới tập chơi máy ảnh thôi các bạn. Thì cái này mình mua đâu đó khoảng 50.000, link ở bên dưới mô tả luôn cho các bạn. Thích thì nhấn vô link rồi mua ha. Để bây giờ mình sẽ mở cho các bạn bên trong coi nó có gì nè. Đây thì mình đã mở ra rồi, thì nó sẽ có một cái miếng da cừu như thế này để các bạn lau ống kính nè, rồi một cái chai nước rửa len nè, xịt len để rửa đó, rồi một cái này gọi là cái gì ta, cái gì các bạn biết thì trả lời giúp mình nha, tự nhiên quên mẹ nó rồi. Ok, để mà làm cái gì đó giống kính đó. Rồi ở đây thì bông lấy tay, bông lấy tay này hơi thừa thải ha, cũng hơi thừa thải, thì rất thừa thải luôn, nhà có một bịch quá trời mà đó. Rồi nhiêu đó thôi, 50 mấy ngàn đó, tính ra dễ làm viện quá. Sao nó không lấy nét gì ta. Rồi lấy nét chưa, ok, có nhiêu đó món thôi các bạn. Còn cái này là bóp bóp nè, để mà vệ sinh ống kính nè, vệ sinh bụi á đó. Đó nhiêu đó món thôi, 50.000, dễ làm tiền quá. Đây nhiêu đó món đó các bạn. Rồi, các bạn cứ tìm cái món nào nó hợp lý hơn, chứ thấy nhiêu đây món mà nó 50.000 hả? Thôi thì cũng được đi, cũng không có gì để mà review cho các bạn, mở cho các bạn xem trải nghiệm chơi thôi. Bạn nào mới tập chơi máy ảnh giống mình thì kiếm được cái gì ngon thì cứ share lên cho mọi người cùng tham khảo nha. Ok, bye bye và chào tạm biệt các bạn.